Chào các bạn, hôm nay mình lại vào giới thiệu loa tép cho anh em nhá. Mời anh em xem video. Loại này là 1 triệu một đôi, củ 350, có hai màu nhá, màu đen và màu gỗ. Loa tép chống cháy nó phải trang bị như thế này, này. Lọc chói đầy đủ, có chế độ bật tép và siêu tép. Đây, dây này dài 1 mét nha. Đây là củ 350, loại 500 đắt, xịn. 1 triệu một đôi, bao ship. Đây. Đẹp luôn. Loa tép chống lì cho âm thanh. Liên hệ với kênh của Lưu Bắc Cạn. Rất uy tín. Về chúng ta đấu vẫn đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Đẹp. Long lanh. 1 triệu một đôi. Còn sang bên này là mẫu 1.500.000. Đây là 500 đại, loại xịn, nhập khẩu. Chế độ bật tép và siêu tép. Đấy, loa tép chống cháy hàng không hố nha. 1.500.000, phễu 16 x 16, cao 20 phân. Không phải 500 nào cũng hay đâu nha, cũng phê đâu. Chúng tôi tuyển cho anh em loại xịn đây rồi. Đấy, cực kỳ yên tâm. Đến với chúng tôi thì tuyển cho anh em loại 500 đẹp. 1.500.000 có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là 450 đại. Chứ không phải là 450 thường nhá. Đây là loại VIP nhất của chúng tôi. Còn sang bên này là cặp 2 triệu. 2 triệu là ngang 28. Đấy, ngang 30 này, phễu 28 x 11. Đẹp, long lanh luôn. 1.500.000 này. Đây là loại 1 triệu nha, siêu đẹp nha. Anh em hãy liên hệ với kênh của chúng tôi, đơn vị uy tín nhất, đặc biệt nhất trong kinh doanh. Số điện thoại 0973 533 269. Hàng này là bảo hành 1 năm. Bao ship toàn quốc. Tất cả các loại tép đây đều chạy cho âm ly cục đẩy đều được. Các cơ bát từ bát 20 đến bát 50. Ok nha.